mời các bạn đến với lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Cao Tuổi mùng 1 tháng 10, Chi hội thôn Thuần Túy, xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Quê hương là chùm khế ngọt, cho con trèo hái mỗi ngày. Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người. Quê hương ân nặng nghĩa tình, là nơi sinh ra mỗi con người Việt Nam chúng ta. Quê hương có tiếng ầu ơ của mẹ, ru ta từ thuở lọt lòng. Và tiếng ru của mẹ vẫn lắng đọng trong ta đi suốt cả cuộc đời. Quê hương đã gắn liền với cây đa giếng nước sân đình, với những con đường, dòng sông, cây cầu, những cánh cò bay lả trong câu hát trên cánh đồng bát ngát thôn quê. Quê hương trong mỗi chúng ta thân thương như vậy đó. Thôn Thuần Túy ngày nay, xưa kia là bãi biển, sau một số dân cư về lập ấp lấy tên là Phấn Túy Trang, Phong Lôi xã, Thái Bình Phổ, Nam Định tỉnh. Sau lấy tên là Lạc Rí, xã Phong Lôi, Thái Bình Phổ, Nam Định tỉnh. Khi thành tỉnh Thái Bình lúc đó gọi là xã Thuần Túy, tổng Đồng Vi, huyện Đông Quan, tỉnh Thái Bình. Khi cách mạng thành công lấy tên là thôn Thuần Túy, xã Huy Quang, huyện Đông Quan, tỉnh Thái Bình. Sau năm 1955 lấy tên là thôn Thuần Túy, xã Đông Thuần, huyện Đông Quan, tỉnh Thái Bình. Hiện nay là thôn Thuần Túy, xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Dân cư trước kia chỉ là thưa thớt vài hộ, ngày nay đã là 836 hộ với 2.385 nhân khẩu. Có một đình hiện nay thờ thần hoàng được cấp tỉnh công nhận, một chùa hàng năm được công nhận chùa cảnh bốn gương mẫu, một nhà thờ hàng năm đều được họ đạo, có một đền hai miếu, một miếu xóm vượt, một miếu xóm me. Tất cả đều được ghi dấu ấn trong tâm trí mỗi người dân Thuần Túy quê tôi.
quê hương là chừng khế ngọt cho con trèo hai mỗi ngày. Quê hương là đường đi hồng con về rợp bướm vàng bay. Quê hương là con diều biếc tuổi thơ con thả trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ êm đềm cua nước ven sông. Quê hương là cầu tre nhỏ mẹ về non lá nghiêng tre. Quê hương là đêm trăng tỏ hoa câu rụng trắng ngoài thềm. Quê hương là cầu tre nhỏ về thuần túy quê tôi, nông thôn đổi mới dựng xây xóm làng, tường trong cho đến ngõ ngoài bê tông dải nhựa thật là thanh thang, nhà cao tầng mọc lên san sát, lại thêm vào nhà trẻ khang trang, vườn hoa cây cảnh sân trường, chị em phụ nữ đảm đang việc này, ngoài đường cây cảnh chậu hoa, môi trường trong sạch chị em đang làm. Dừng chân đứng lại cổng đông, nhà thờ trăm tuổi vẫn còn khang trang, ngoài ao xây dựng tượng đài, sớm tối cầu nguyện con chiên an lành. Đi vào cho đến giữa làng, ngôi đình cổ kính ta đang tôn thờ, ngoài ao xây dựng lăng bia để thờ liệt sĩ anh hùng có công. Đi thêm cho đến đằng ngoài, ngôi đền của gốc cây đa bến sành, trước đây là cửa biển đông, gọi đò còn phải phất cờ mới sang. Đền thờ đệ nhị Cao Sơn, hy sinh cứu nước, giữ gìn cho dân. Toàn dân ta đã mang tâm xây dựng tốt đẹp, thành công sáng ngời. Đi về cổng chợ từ lâu, đã nhìn thấy một ngôi chùa tâm linh, túc đài còn dựng tại sân để ghi dấu ấn ngôi chùa từ lâu. 400 năm tuổi rõ ràng, ngày nay nền móng vẫn còn giữ nguyên. Mấy lời đổi mới thôn quê, các nơi cổ kính ta đang tôn thờ, kính mong các cụ cao niên truyền cho con cháu mai sau giữ gìn. Bài ca về những người cao tuổi cống hiến trọn đời cho đất nước quê hương, tỏa sáng tấm gương tuổi cao chỉ khi kiên cường xây
non nước nhà là sự nghĩa hợp vinh quang. Ta hát bài ca người cao tuổi Việt Nam, truyền thống anh hùng gìn giữ gian sang, người sáng tấm gương trong gian khó ca trường. Thay mặt ban tổ chức lễ kỷ niệm, tôi xin chân thành cảm ơn các ông, các bà, các bác, các anh, các chị diễn viên, nhạc công trong câu lạc bộ Tổng Hợp của chi hội người cao tuổi thôn Thuận Lý đã mang lời ca, tiếng hát, khúc nhạc và các tiết mục mượt mà đầm thắm chân quê về phục vụ và biểu diễn lễ kỷ niệm 30 năm ngày quốc tế người cao tuổi. Ban tổ chức xin trân trọng kính chúc các ông, các bà, các anh, các chị và gia đình luôn dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc, luôn đón nhận được nhiều niềm vui trong cuộc sống. Xin trân trọng cảm ơn. Tôi xin trân trọng kính mời các vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể các cụ về dự đứng dậy làm lễ chào cờ. Hội người cao tuổi xã Đông La ngày 4 tháng 9 năm 2020 về nội dung hoạt động kỷ niệm ngày quốc tế người cao tuổi mùng 1 tháng 10 và tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2020 được sự nhất trí và chỉ đạo của thường trực Hội người cao tuổi xã Đông La, ban chi ủy, chi bộ, quyền thôn Thuận Lý. Hôm nay chi hội người cao tuổi thôn Thuận Lý long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày quốc tế người cao tuổi, báo cáo 2 năm thực hiện nghị quyết của cấp trên về dự lễ kỷ niệm 30 năm ngày quốc tế người cao tuổi mùng 1 tháng 10 hôm nay. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu có ông Nguyễn Văn Hợp, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã; ông Nguyễn Văn Cảnh, Chủ tịch Hội người cao tuổi xã Đông La; bà Hoàng Thị Minh, Phó Chủ tịch Hội người cao tuổi; ông Nguyễn Văn Thuấn, Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Đông La; ông Phan Văn Định, Đảng ủy viên và cán bộ lao động thương binh xã hội; ông Nguyễn Xuân Đáng, Chủ tịch Hội cựu giáo chức; ông Bùi Hữu Nói, Giám đốc Xí nghiệp Thương binh Sao Vàng Đông Hưng, cùng các ông bà trong ban chấp hành Hội người cao tuổi xã Đông La; ông Nguyễn Văn Sáu, Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận; ông Bùi Văn Khanh, Phó Bí thư chi bộ, trưởng thôn Thuận Lý, cùng các ông bà đại diện cho ban chi ủy, chi bộ, các ông bà đại trưởng các chi đoàn, chi hội trong thôn. Tôi đề nghị hội nghị nhiệt liệt chào mừng.
ngày hôm nay có toàn thể các cụ hội viên trong chi hội người cao tuổi của Tuất Hà đã về dự đông đủ, tôi trân trọng đề nghị hội nghị nhân viên cao mừng. Kính thưa các vị đại biểu khách quý và kính thưa toàn thể các cụ về dự hội nghị vinh dự trước buổi lễ kỷ niệm 30 năm ngày quốc tế người cao tuổi và chi hội người cao tuổi Tuất Hà hôm nay được đón các vị đại biểu khách quý đã dành thời gian về dự với tình cảm của các vị đại biểu dành cho buổi lễ. Các vị đại biểu một câu hoa chúc mừng buổi lễ. Sau đây ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Văn Hợp, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Đông La, đại diện cho ông Nguyễn Văn Phấn, Chủ tịch Hội người cao tuổi, ông Phan Văn Đinh, Đảng ủy viên, cán bộ lao động chính sách xã hội, ông Nguyễn Xuân Đáng, Chủ tịch Hội người cao tuổi, ông Bùi Hữu Tối, Giám đốc Xí nghiệp Thương mại Sao Vàng lên tặng hoa chúc mừng hội nghị. Xin kính mời ông Hoàng Xuân Ngư, Ủy viên Ban Chấp hành Hội người cao tuổi xã Đông La, Chi hội trưởng Chi hội cao tuổi thôn Tuần Túy lên tặng hoa. Xin trân trọng kính mời. Ban tổ chức hội nghị xin cảm ơn ông Nguyễn Văn Hợp, ông Nguyễn Văn Vấn, ông Nguyễn Văn Đình, ông Nguyễn Xuân Đáng, ông Bùi Hữu Mới. Và tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời bà Hoàng Thị Minh, Phó Chủ tịch Hội người cao tuổi xã Đông La lên tặng hoa chúc mừng. Và xin trân trọng kính mời ông Hoàng Xuân Cương, Ủy viên Ban Chấp hành Hội người cao tuổi xã Đông La, Chi hội trưởng Chi hội người cao tuổi thôn Tân Thúy lên nhận hoa. Xin trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn bà Hoàng Thị Minh, Phó Chủ tịch Hội người cao tuổi xã Đông La. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Văn Sáu, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Tuần Túy lên tặng hoa chúc mừng. Xin kính mời ông Hoàng Xuân Ngư, Ủy viên Ban Chấp hành Hội người cao tuổi xã, Chi hội trưởng Chi hội người cao tuổi thôn Tuần Túy lên nhận hoa. Xin cảm ơn ông Nguyễn Văn Sáu. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Bùi Văn Khanh, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Tuần Túy lên tặng hoa chúc mừng. Xin kính mời ông Hoàng Xuân Ngư, Ủy viên Ban Chấp hành người cao tuổi xã, Chi hội trưởng Chi hội người cao tuổi thôn Tuần Túy lên nhận hoa. Thành cảm ơn ông Bùi Văn Canh. Tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Hoàng Xuân Hậu, Chi hội trưởng Chi hội cựu chiến binh thôn Tập Lý lên tặng hoa chúc mừng. Xin kính mời ông Hoàng Xuân Hương, Ủy viên Ban Chấp hành Hội người cao tuổi xã, Chi hội trưởng Chi hội người cao tuổi thôn Tập Lý lên nhận hoa. Xin kính mời. Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn ông Hoàng Xuân Hậu và kính mời bà Phạm Thị Tân, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ lên tặng hoa chúc mừng. Và xin kính mời ông Hoàng Xuân Ngư, Ủy viên Ban Chấp hành Hội người cao tuổi xã, Chi hội trưởng người cao tuổi thôn lên nhận hoa. Xin chân thành cảm ơn bà Phạm Thị Tân. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Phạm Văn Huệ, Tổ trưởng
những cái điện thoại. Xin cảm ơn ông Phạm Văn Huệ. Và tiếp theo tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Bùi Hữu Chủ lên tặng hoa chúc mừng. Và xin trân trọng kính mời ông Hoàng Xuân Ngư, ủy viên ban chấp hành về cao tuổi xã, chi hội trưởng chi hội về cao tuổi thôn Đồng Thúy lên nhà đoạn. Và kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các cụ về dự buổi lễ kỷ niệm 30 năm ngày quốc tế người cao tuổi, và thay mặt ban tổ chức hội nghị, tôi xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu khách quý đã dành thời gian về dự một cô hoa và quà chúc mừng hội nghị. Một lần nữa thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu. Và kính thưa đại biểu, về dự hội nghị làm theo chương trình, sau đây ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Hoàng Xuân Ngư, ủy viên ban chấp hành hội người cao tuổi xã Đông La, chi hội trưởng chi hội người cao tuổi thôn Tân Thúy lên thông qua đề cương tóm tắt ngày quốc tế người cao tuổi mùng 1 tháng 10 và báo cáo kết quả 2 năm thực hiện nghị quyết của cấp trên. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa các vị khách quý, kính thưa các cụ cao niên, kính thưa các cụ, các ông, các bà và toàn đại hội, tôi đại diện ban chấp hành lên báo cáo trước đại hội một về đề cương tuyên truyền ngày quốc tế mùng 1 tháng 10 và kỷ niệm 30 năm ngày thành lập quốc tế người cao tuổi. Hai, báo cáo của xã. Ba, báo cáo của thôn. Với đề cương và báo cáo dài, xin phép hội nghị tôi được tóm tắt để báo cáo. Một, đề cương tóm tắt tuyên truyền ngày quốc tế người cao tuổi mùng 1 tháng 10 và tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2020. Ngày mùng 1 tháng 10, người cao tuổi trên thế giới kỷ niệm 30 năm ngày quốc tế người cao tuổi kể từ khi Liên Hiệp Quốc khởi xướng. Ngày quốc tế người cao tuổi bắt đầu từ mùng 1 tháng 10 năm 1991. Việt Nam là một số các nước đã hưởng ứng từ ngày đầu. Đảng và nhà nước và toàn thể xã hội đã quan tâm đến quốc tế người cao tuổi ngày mùng 1 tháng 10 hàng năm bằng làm thiết thực. Chính phủ đã ban hành quyết định số 544 QĐ-TTg ngày 25 tháng 4 năm 2015 lấy tháng 10 hàng năm là tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam, đưa phong trào của xã của thôn tiến lên vững mạnh. Kính chúc các cụ cao niên cường thọ. Kính chúc các cụ, các ông, các bà mạnh khỏe. Chúc hội nghị thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn. Ban tổ chức hội nghị xin trân trọng cảm ơn ông Hoàng Xuân Ngư,
ban chấp hành hội người cao tuổi xã Đông La, chi hội trưởng, chi hội người cao tuổi thôn Túy đã đến thông qua tóm tắt đề cương kỷ niệm 30 năm người cao tuổi Việt Nam. Và kính thưa các vị đại biểu khách quý, và kính thưa toàn thể các cụ, và trong những năm qua, chi hội người cao tuổi thôn Thuần Túy luôn đón nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện giúp đỡ về mọi mặt của ban thường trực hội người cao tuổi xã Đông La, giúp cho chi hội người cao tuổi thôn Thuần Túy hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hội nghị hôm nay rất vui mừng được đón các vị lãnh đạo địa phương, thường trực hội người cao tuổi của xã về dự và chỉ đạo hội nghị. Sau đây, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Văn Cảnh, chủ tịch hội người cao tuổi xã Đông La, lên phát biểu ý kiến với hội nghị. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể các cụ, trong chi hội người cao tuổi trong nhà, lời đầu tiên cho phép tôi được thay mặt ban chấp hành hội xã xin trân trọng gửi tới các đồng chí đại biểu khách quý và toàn thể công ty và kính chúc sức khỏe là lời chào mừng trân trọng nhất. Xin được toàn thể hội nghị khí thế kỷ niệm ngày quốc tế người cao tuổi 1 tháng 10 và tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam của những năm gần đây đã trở thành những nét sinh hoạt đi vào đời sống tinh thần, đem lại niềm vui, niềm vinh dự, tự hào cho người cao tuổi. Truyền thống đạo lý kính lãng trọng thọ của dân tộc ta được cung ứng bắt nguồn từ ý chí sát thát trong hội nghị chiến hồng đến ý chí quyết tâm sắt đá đáp lại lời hiệu triệu thiêng liêng của chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Trải qua biết bao nhiêu những thử thách, những biến cố thăng trầm của đất nước, vận mệnh của dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, thế hệ người cao tuổi hôm nay đã trải qua những năm tháng lịch sử quan trọng nhất, không tiếc máu xương, không tiếc tuổi thanh xuân đẹp nhất của mình để góp phần làm nên những chiến công hào hùng rực rỡ nhất của dân tộc. Thời gian qua đi, nhưng những kỷ niệm sâu sắc vẫn sống mãi đi vào ký ức, và những ký ức của quá khứ ấy đã có ý nghĩa làm nên giá trị nhân cách cho cuộc sống của người cao tuổi hôm nay. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể hội nghị, trong sự nghiệp bảo vệ và phát triển của đất nước, người cao tuổi nói chung, của xã Đông La, của chi hội người cao tuổi thôn Thuần Túy nói riêng, dù tuổi đã cao, sức đã giảm, nhưng vẫn luôn cố gắng giữ gìn phẩm chất đạo đức, phát huy truyền thống, tiếp tục đóng góp những công sức trí tuệ nhỏ bé của mình trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, góp phần xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp. Trong suốt thời gian qua, công tác xây dựng hội của chi hội người cao tuổi thôn Thuần Túy đang có sự phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng, kết nạp hơn 100 hội viên, đặc biệt là công tác chăm sóc phát huy vai trò người cao tuổi, ngoài việc động viên thăm hỏi giúp đỡ. Về tinh thần, chi hội đã chủ động vận động quyên góp cơi trên chân quỹ cho hội viên, dành riêng gần 20 triệu đồng để hàng năm có kinh phí tặng cho từ 10 đến 15 xuất quà cho người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tích cực tham gia các đợt thăm khám tư vấn chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi của các đoàn tài trợ, thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người cao tuổi, xây dựng câu lạc bộ tổng hợp phát triển may trên tất cả 3 mặt thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ và chăm sóc sức khỏe. Phong trào hoạt động càng ngày càng đi vào nền nếp và chất lượng. Những thành tích đã đạt được của chi hội người cao tuổi thôn Thuần Túy trong nhiều năm qua đã xứng đáng được tôn vinh là đơn vị lá cờ đầu của hội người cao tuổi trong toàn xã. Đó là những chức đó là phần thưởng cao quý, là niềm vinh dự tự hào về ý chí quyết tâm và tinh thần đoàn kết phấn đấu của mọi cán bộ hội viên trong chi hội. Đó cũng là những kết quả của sự quan tâm chăm lo giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền cơ sở thôn, là kết quả của sự giúp đỡ động viên kịp thời hiệu quả của những tập thể cá nhân quan em của quê hương đã nhiệt tình chung tay góp sức. Trong buổi hôm nay,
xin hội nghị có một tràng pháo tay thật to để cảm ơn tất cả và chào mừng những thành tích đã đạt được của chi hội từ các tổ chức đoàn. Sống khỏe, sống vui, hạnh phúc. Chúc các vị đại biểu khách quý mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin cảm ơn. Và kính thưa các vị đại biểu, và thay mặt ban tổ chức hội nghị, tôi xin trân trọng cảm ơn những thuyết phát biểu chỉ đạo và trang nhiệm vụ và động viên cán bộ hội viên chi hội người cao tuổi thôn Thuận Thủy của ông chủ tịch hội người cao tuổi xã Đông Đa. Và chúng tôi xin tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ của ông chi hội người cao tuổi thôn Thuận Thủy chúng tôi tổ chức triển khai thực hiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Một lần nữa tôi xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Văn Cảnh, chủ tịch hội người cao tuổi xã Đông Đa. Và kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể hội nghị, có được những thành tích và kết quả đạt được của chi hội người cao tuổi thôn Thuận Thủy là có sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo sâu sát trực tiếp của ban chi ủy chi bộ chính quyền thôn Thuận Thủy. Hôm nay rất phấn khởi hội nghị được đón các đồng chí trong ban chi ủy chi bộ lãnh đạo thôn về dự và chỉ đạo hội nghị. Sau đây ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Văn Sáu, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận lên phát biểu ý kiến. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa đồng chí Nguyễn Văn Sáu, thường vụ đảng ủy chủ tịch mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Đông Đa. Kính thưa ông Nguyễn Văn Cảnh, chủ tịch hội người cao tuổi xã Đông Đa. Kính thưa các ông các bà ban chấp hành hội người cao tuổi xã Đông Đa. Kính thưa các đồng chí cán bộ xã tại thôn Thuận Thủy. Kính thưa toàn thể các vị đại biểu khách quý. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, hội viên chi hội thôn Thuận Thủy. Hôm nay trong không khí của những ngày tháng 9 lịch sử, chi hội người cao tuổi thôn Thuận Thủy tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày quốc tế người cao tuổi, cũng như gặp mặt các hội viên nhân ngày kỷ niệm. Vinh dự cho chi hội người cao tuổi thôn Thuận Thủy được đón các bà trong ban chấp hành hội người cao tuổi trong toàn xã về dự giao lưu gặp gỡ. Đó là tình cảm quý báu dành cho chi hội người cao tuổi thôn Thuận Thủy chúng tôi. Thay mặt chi bộ đảng, chính quyền, ban công tác mặt trận thôn Thuận Thủy xin gửi đến các vị đại biểu khách quý, các cụ hội viên hội người cao tuổi thôn nhà lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa các cụ, kính thưa quý vị đại biểu, về cái kỷ niệm cái truyền thống của 30 năm ngày quốc tế người cao tuổi thì chú ông chi hội trưởng đã nói rồi, tôi xin chỉ nói một cái phần về cái sự quan tâm của đảng, của Bác Hồ kính yêu đối với hội người cao tuổi. Thì kính thưa các cụ, kính thưa các vị đại biểu, dân tộc Việt Nam chúng ta vốn có truyền thống kính người già trong người hơn tuổi, từ việc nước, việc làng, việc họ tộc, việc trong gia thất xưa và nay, ý kiến của người già đều là chỉ bảo, là khuôn mẫu để con cháu suy niệm và xử sự. Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, mỗi khi quốc gia có hiếu sự, các bậc vua hiền tôi giỏi đều hỏi ý kiến các bậc lão quan để định kế yên dân giữ nước bình thiên hạ, như hội Diên Hồng là minh chứng. Ngày nay dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc ta, khi còn sinh thời người luôn quan tâm đến các bậc lão, bậc phụ lão khi về nước lãnh đạo cách mạng Việt Nam, người đã viết thư thăm hỏi, động viên và trao trọng trách của các cụ phụ lão đối với con cháu, với tổ quốc. Hưởng ứng lời người, hàng vạn các phụ lão, lão ông, lão bà đã làm nên nhiều hữu ích, đóng góp to lớn cho công cuộc đánh giặc giữ nước, đưa cách mạng tháng 8 thành công. Mà tiền thân của hội phụ lão là hội người cao tuổi ngày nay, để hòa đồng
với bạn bè quốc tế. Kính thưa các cụ, kính thưa các ông, các bà, với địa phương thôn Luân Thủy, hội người cao tuổi với 346 hội viên luôn là chi hội gương mẫu trong mọi phong trào của Ban Công tác Mặt trận trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế. Mọi người, mọi nhà đều hối hả phát triển kinh tế. Người cao tuổi luôn giữ vị trí quan trọng ở mỗi gia đình, làng xóm như việc hội họp, việc họ tộc, việc tâm linh. Chỉ có người cao tuổi là tham gia đầy đủ nhất. Các hội viên luôn động viên con cháu chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương. Chi hội luôn quản lý tốt hội viên như xét đề nghị cho nhà nước, cho các cụ hưởng chế độ tuổi 80 đầy đủ, đúng độ tuổi, cũng như đề nghị với hội mừng thọ, chúc thọ các cụ, cũng như thăm hỏi động viên hội viên lúc ốm đau thọ nghĩa với hội viên lúc qua đời. Ngoài công việc của hội, mọi hội viên thôn nhà luôn gương mẫu thực hiện tốt phong trào của địa phương và thôn làng phát động. Thay mặt chi hội Đảng, chính quyền xin ghi nhận và biểu dương những thành tích của các hội viên chi hội thôn nhà cùng với nhân dân trong thôn trong việc sản xuất phát triển kinh tế và mọi phong trào của địa phương. Với truyền thống đó, kính mong chi hội người cao tuổi thôn nhà hãy phát huy tốt hơn nữa, đoàn kết một lòng, thực hiện tốt chỉ thị nghị quyết của cấp trên, cũng như nắm bắt tâm tư nguyện vọng của hội viên, động viên lúc khó khăn, đau yếu để mọi hội viên đều sống vui, sống khỏe. Trước khi ngừng lời, kính chúc quý vị đại biểu, khách quý, các cụ hội viên người cao tuổi thôn nhà dồi dào sức khỏe, an lành, hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Ban tổ chức hội nghị xin trân trọng cảm ơn ý kiến phát biểu của ông Nguyễn Văn Sáu, Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn Tân Thủy. Và kính thưa các vị đại biểu, khách quý, kính thưa toàn thể các cụ, về dự hội nghị hôm nay, sau 1/2 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, buổi lễ meeting kỷ niệm 30 năm ngày quốc tế người cao tuổi mùng 1 tháng 10 đã thành công tốt đẹp. Hội nghị vui mừng được đón các đồng chí lãnh đạo địa phương, các vị đại biểu khách quý, ban chi ủy chi bộ đã về dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo và trao nhiệm vụ và động viên hội nghị. Và thay mặt ban tổ chức hội nghị, tôi xin chân thành cảm ơn và các đồng chí lãnh đạo địa phương, các vị đại biểu khách quý, các cụ hội viên chi hội người cao tuổi trong chi hội đã về dự hội nghị. Xin cảm ơn ông Nguyễn Đức Hạnh, phóng viên đã xuất địa phương thôn Tân Thủy và chi hội người cao tuổi thôn Tân Thủy quay phong cảnh của quê hương và thôn và phong trào hoạt động của chi hội người cao tuổi thôn Tân Thủy lễ kỷ niệm 30 năm ngày quốc tế người cao tuổi để hoàn thiện toàn cảnh của thôn làng Tân Thủy. Kính chúc ông và gia đình luôn luôn mạnh khỏe. Một lần nữa, thay mặt ban tổ chức, tôi xin kính chúc các vị đại biểu, các cụ về dự hội nghị hôm nay mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, luôn luôn gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hội nghị xin được kết thúc tại đây. Xin trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể các cụ đã dành thời gian về dự buổi lễ kỷ niệm. Xin trân trọng cảm ơn và xin được kết thúc. Ta hát bài ca về những người cao tuổi cống hiến trọn đời cho đất nước quê hương, tỏa sáng tấm gương tuổi cao chỉ khi kiên cường, xây non nước nhà là sự nghiệp vinh quang. Ta hát bài ca người cao tuổi Việt Nam, truyền thống anh hùng gìn giữ gian sang, người sáng tấm gương trong gian khó can trường, vị trí diên hồng.